Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày cuối tháng 11 này, ngày nắng hanh, đêm rét sâu tiếp tục là trạng thái thời tiết chủ đạo tại miền Bắc, trong khi miền Trung và Tây Nguyên còn duy trì mưa tới ngày 30 tháng 11. Hôm nay miền Bắc đón ngày đầu tuần với tiết trời nắng sớm, nhiệt độ vì thế cũng tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 24 cho tới 26 độ, trời nắng hanh. Đêm nay và sáng mai, dưới tác động của khối khí lạnh và khô, hiện tượng phát xạ sẽ gia tăng, khiến cho nền nhiệt đêm giảm thấp. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 10 đến 13 độ. Các tỉnh núi cao như là Sìn Hồ, Pha Đin, Sapa, Đồng Văn, Bắc Hà, Ngân Sơn, Mẫu Sơn, nhiệt độ đều dưới ngưỡng 9 độ. Còn ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ cũng thấp, dưới 15 độ. Cùng với đó là hiện tượng sương mù bức xạ sẽ xuất hiện trong khoảng đêm muộn và sáng sớm. Trong khi đó, miền Trung vẫn đang trong đợt mưa lớn diện rộng do chịu tác động của tổ hợp hình thế. Phía Bắc là không khí lạnh, phía Nam là rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp trên biển, kết hợp với trên cao là nhiễu động gió đông. Dự báo đợt mưa lớn này ở miền Trung và Tây Nguyên sẽ còn kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11 với tổng lượng mưa được dự báo như sau. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 300 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến từ 150 đến 220mm, có nơi trên 280mm. Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 220mm. Ở Tây Nguyên và Ninh Thuận, lượng mưa từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cũng do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp nên từ nay đến ngày 30 tháng 11, ở khu vực Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 50 đến 70mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm. Mưa chủ yếu diễn ra vào buổi chiều, ban ngày trời vẫn có nắng với nền nhiệt độ ổn định. Trên biển Đông, thời tiết đang rất xấu, cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa dông, làm cho tầm nhìn xa giảm thấp. Huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Còn tại huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.